chương trình lên Đức Thế Tôn qua phần quy định nói trên của Phật tử Thiền Tông Nguyễn Mạng Phước đã đạt được như sau. 1. Phật tử Thiền Tông đã có bài kệ 16 câu, tức vượt hơn Đức Thế Tôn quy định. Trong 16 câu kệ này, Phật tử đã nói lên rõ ràng chỗ thâm sâu của pháp môn Thiền Tông học. Như vậy, về quy định phần kệ, Phật tử Thiền Tông Nguyễn Mạng Phước đã đạt. 2. Bài văn giải trình về pháp môn Thiền Tông của Phật tử Thiền Tông Nguyễn Mạng Phước đã biết được tánh Phật, tánh người của mình, biết tu sao giải thoát, tu sao còn bị luân hồi, vân vân. Như vậy, phần này Phật tử Thiền Tông Nguyễn Mạng Phước cũng đạt được. 3. Phần 26 câu hỏi và đáp, Phật tử Thiền Tông Nguyễn Mạng Phước trả lời đạt 80%, Đức Thế Tôn quy định là 60%. Tính ra điểm, tìm được 210 trên 260 điểm. Phần thứ ba này, Phật tử Thiền Tông Nguyễn Mạng Phước cũng đạt được. Như vậy, ba phần mà Đức Thế Tôn quy định, Phật tử Thiền Tông Nguyễn Mạng Phước đã đạt được cả ba. Do đó, tập thể Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng con quyết định: 1. Các bạn chứng nhận là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Mạng Phước đã đạt được bí mật Thiền Tông. 2. Chúng con truyền bí mật Thiền Tông cho Phật tử Thiền Tông tại chánh điện chùa Thiền, chánh điện Thiền Tông Tổ Đình chùa Thiền Tông Tân Diệu. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh và cho phép chúng con.